mấy anh nam là cứ nhào đầu vào. Nó là bất kỳ là phải là. Nhưng mà năm năm tư nó chuyện năm tư là lại mày bất kỳ không ai gì nữa đây có ai bất kỳ nhiều dạ bất kỳ á tôi không bất kỳ đâu nhưng mà năm tư bất kỳ năm tư anh ta nói khác đó thì mình nhưng mà mình vẫn vẫn hiểu được chơi vậy nhưng mà mình hiểu họ nhưng mà họ không hiểu mình ai tình yêu một người không hiểu tại đạo vừa bí mật quá. Đạo trí này cũng bí mật đó nè. Đạo trí này cũng bí mật đó. Đang phục phục lại chưa? Ông đi làm nhiều gì lại chưa? Đi về anh không có hướng lên chắc coi. Chắc thế nào cũng đi đó. Em đang phục phục. Anh mới về hả? Mới đi về. Mới về có 3 ngày. À đúng rồi. Ở một tháng đó. Một tháng là đặc biệt lắm. Bên Mỹ mà nghỉ thường tháng. Nghỉ thường nó cho nghỉ một tuần chứ là nửa cái này là anh con tốt. Mình có thỏa thuận trước rồi nói quê hương xa lắm đi cho nằm nghỉ để gọi vậy là đặc biệt lâu lâu mới làm được lần như vậy special care đâu có với lại mình đã làm đã lâu nó chịu sợ mình bỏ chỗ thiện chiến hả lính thiện chiến hả lính thiện chiến rồi nó chịu mình đỡ khổ ví dụ như là bệnh nhân mình không thích người đó mình bỏ lại là nó điều người khác chứ nó không có dám. Tại vì nó kiếm người khác vô, nó đào tạo ít ra cũng 1-2 năm nó cũng chiều mình cũng đỡ khổ. Hồi đầu giờ này là game nữa, game gái Hà Nội thôi, nó xong thì về. Được không? Game gái Hà Nội thì nắm tạo thì về. Thưa thế anh về có bà xã không? Có chứ. Có, nó nói là thế. Cho đi gì đó. Nhưng mà đó bây giờ triết á thì nó tâm hồn nó thoáng. Khi cả năm